Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay Phương sẽ quay lại ấp Hà Thanh ha, phường Hoàng Thắng. Thì Phương cũng quay cho cái chú Việt Kiều đó. Thì chú cũng đi cũng mấy chục năm rồi. Nói là Phương quay lại cái con đường ấp Hà Thanh cho chú xem đó. Hôm nay như thế nào. Cũng sẵn dịp này đó, thì Phương cũng đến cái bà cụ ở Sóc Trăng. Hôm Phương cũng ủng hộ rồi. Thì cái chú Nhân Việt Kiều nói là Phương ơi quay lại coi bà như thế nào đó. Bà sống một mình ở nhà trọ đó. Bây giờ bà con cô bác đi với Phương ha. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi bà con cô bác anh chị. Phương sẽ đi từ từ cho bà con cô bác xem ha. Chùa Vạn Đức nè. Con đường thì hôm nay thì cũng vắng đó, thì 29 Tết rồi thì bà con cũng tranh thủ về nhà làm công việc nhà rồi cũng cúng kính trong gia đình đó. Đường thì vắng. Giờ này thì cũng 1 giờ trưa rồi đó bà con cô bác. Trời thì cũng không đẹp lắm, chỉ âm u thôi ha. Hôm nay thì Phương đến thăm cụ nói hôm Phương có quay từ thiện đó, cụ nói là quê ở Sóc Trăng mà lâu quá rồi Phương cũng không biết cụ có còn ở đó không nữa. Bên này có cái tiệm trái cây nè, căn nhà rộng này ha, bán trái cây nè, hay là cái chợ giống như cái chợ cái nhà cũ nè. Dạ xin chào chị. Giờ này bán chưa hết hả chị? Bán khi nào mới nghỉ? Mới nghỉ giờ, mai bán tiếp. Dạ. Anh hỏi, em dạ. Của người là gì không chơi giúp giùm với em à? Dạ. Dạ. Có rồi hả? Không nhà không cửa. Đơn sau. Bữa vô nhà em mà không có em ở nhà đó. Phương cũng không nhớ nữa thì nên không nhớ. Mấy cô nói đó. Không cửa thân thân không chồng không con. Mở nhà thơ thì đó, mấy cô biết đấy. Nhà thấy không có tiền. Có công ty Huy đi mượn tiền trả nhà. Chị ở đâu? Em mở ấp Thanh đi vô này. Chị là vô. Chị là quê gốc ở đây hả? Dạ em là người ở đây. Dạ. Thôi sẵn đây chị nói chị nhắc lại cho bà con nhớ, nếu mà con bà con mà coi cái video của em đó nhớ đến chị. Chị ở khóm nào ạ? Dạ khóm Phương Xài. Mà giờ em lên mướn ở tiền ở nhà gần ở Phương Xài luôn. Ở tổ năm đó. Dạ. Chị ở thuê ở đâu? Em ở gần đây không? Dạ gần đây này. Bây giờ Phương cũng là không phải là người địa phương này đó. Thì chị nói cái hoàn cảnh nào, chị nói cho chính xác là chị như thế nào ạ? Chị bán ở đây. Không, chị đã bán ở đây rồi. Còn cái chị mà nói là đơn không? Thân không có chồng có con, mày không? Dạ. Mà này không có nhà ở cửa. Dạ. Đi mướn nhà ở mà nhiều lúc cũng người ta cho tiền hay chút gì trả tiền nhà. Dạ. Ngồi đây là chị làm cái gì chị? Không có làm gì à? Hồi trước chị làm bên công ty vệ sinh á, sao nghỉ lâu rồi. Bây giờ đi bán tỏi. Tỏi bán được đâu ai mua? Lấy ghi số cũng ai mua. Dạ. Chứ em mà bán được thì em đi bán, giờ cái cày cách nào em cũng đi cày vậy đó. Dạ. Bán không được. Dạ, giúp đỡ mấy người đó. Thì có em nói bao nhiêu người, mấy cô này cũng nói đúng á. Dạ. Đơn thân giúp mấy người đó. Ở đây giúp cho lon gạo, chút bánh, chút trái gì thôi. Dạ. Chứ em đâu có tiền rõ ràng, tiền nhà em cũng đi mượn tiền trẻ. Dạ. Chị trên đường Phương quay ở ấp Hà Thanh đó, thì Phương sẽ lấy tiền chị em mì ha, gửi cho chị một phần quà 200.000 ha. Chị cho em hỏi chị là tên gì ạ? Dạ Nguyễn Thị Cụm.
cha mẹ chị? Bà già em á, Nguyễn Thị Lộc, bà mới vừa chết. Dạ. Còn ông già em á, thì Mai Trắng. Dạ. Ông không chết lâu rồi. Dạ. Đó. Chị có anh em gì không? Anh em mà cũng khổ lắm. Dạ. Ở xe. Dạ. Khổ ghê. Thì chị nói như vậy đó, thì Phương sẽ lấy tiền của chị Amy ha, gửi cho chị một phần quà 200.000 ha. Chị nhận nhận của cái chị Amy ha, em gửi một phần quà của chị Amy đó, đã gửi cho em đó, thấy hoàn cảnh nào đi trên đường đó, thấy hoàn cảnh nào mà khó khăn đó thì sẽ gửi cho chị ha. Đây là cũng nhân dịp Tết đó, gửi chị phần quà ha, lì xì của chị Amy ha. Chị nhận là bao nhiêu tiền của em ạ? Dạ 200. 200 ha. Dạ. Dạ, cố gắng lên hả chị ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hai anh. Dạ, xin chào chị ạ. Bây giờ Phương đi tiếp. Thì nhiều khi đi trên đường thấy nhiều người nói khổ quá. Giờ cũng làm ăn gì mà nhà cửa là không có nữa. Ở đây có cái tiệm như bán mì Quảng này. Dạ, chào chị. Hôm nay vẫn còn bán hả chị ha? Khi nào mới nghỉ chị? 30 mới nghỉ luôn ha. Cái tiệm phải bán chứ. Dạ. Cái này mì Quảng hả chị ha? Chị bán ở cái con đường này lâu chưa? Lâu rồi, mấy chục năm. Dạ, chị là người ấp Hà Thanh luôn ha. Dạ. À, chị g- dạ, chị nói là giờ này cũng vẫn còn bán đó. Dạ. Giờ đang là dòng đó người ta nghĩ mình khổ mình phải làm chứ. Dạ. 30 mới nghỉ chứ. Dạ, 30. Có người ta còn sự trợ giúp người ta. Dạ. Còn đây buôn bán sống được rồi. Dạ. Không cần giúp. Đúng rồi, mình còn buôn bán buôn được bán thì. Buôn bán ăn dạ. Rồi rất mình chi, không có ai. Dạ. Khổ là do mình. Dạ. Xuống khổ do mình khổ mình về phải chịu. Dạ. Giờ mình buôn bán được mình đang giúp mình chi. Dạ. Không có giúp không thích. Mà không cần cho mấy người đó đúng. Dạ. Chị tên gì ạ? Thu. À chị Thu Thu ha. Thu Quảng Hà Thanh, 20 Hà Thanh. Dạ. À, chị cũng vừa tính đó. Giờ này 1 giờ rồi. Chị bán mấy giờ mà hết ạ? À? 9 giờ, tới 19 giờ là hết. Dạ. Dọn dẹp xong 9 giờ. Dạ. Bán giờ mấy chục năm rồi. Dạ. Ở đây bán mấy chục năm. Bán nói chung hồi đó khổ lắm, bây giờ cũng sướng rồi. Dạ. Cũng làm tích lũy cũng sống cũng qua ngày. Cũng dạ, không được rồi hả chị ha. Ừ. Chứ không đánh nổi nè. Dạ. Khổ là người ta do đây người ta đánh. Em chào chị nha. À, đi. Ủa quay chơi gì? Dạ em tới đây em quay em tới quay cái con đường này cho chú Việt Kiều xem con đường ấp Hà Thanh. À, rồi sẵn đây thì em ủng hộ cái bà cụ ở Sóc Trăng đó. Ừ. Cụ mà hay lụm với trai mà sống một mình trong cái nhà trọ đó. À, cụ đó ở Sóc Trăng đó đúng không chị? Ờ, bè đây nè, bên chỗ đây nè. Dạ. Ừ, bè có mình bè. Dạ. Đó mấy người đã lên giúp. Đây dạ. Về tôi còn có sự trợ giúp. Dạ, không có con cái nữa. Không, bè đã lên giúp bè cũng được, đúng không? Dạ. Ờ, chị làm ăn được dạ, mà chị đâu đi em hỏi thăm chứ em đâu ơi chứ đúng dạ. Chị cũng không cần dạ. Làm ăn được mà thế sao chị làm việc ha à. Em đi ạ à. À, Phương tới cái nhà lầu vàng vàng đó là cụ thuê ở trong này nè, trong con hẻm nhỏ đó. Cụ cũng sống một mình thôi. Đây là cái nhà trọ này. Ở dưới này còn trên lầu nữa. Dạ con chào bà. Chào con. Bà khỏe không? Khỏe. Bà sắm sửa gì chưa? Sắm sửa cho không ạ? À? Dạ. Rồi cô bác cho không ạ? À? Dạ, bà mở cửa cho con vô thăm bà một chút ạ. À. À. Bên này cũng khổ lắm anh không? Dạ. Chị cũng khổ luôn hả? Khổ này nhiều lắm chị ơi. Em cũng khổ nè. Lâu quá rồi con mới thăm lại bà ha. Bà ngồi đi bà.
bà cứ ngồi bình thường đi bà. Đứng được mà. Dạ không, bà cứ ngồi đi. Bà ngồi trên niệm đó ha. Ngồi đây ha. Ồ, chân bà bữa nay làm cậm vậy bà? Ờ, chân đau lắm, nhức lắm. Bây giờ cái chân đây hết cũng được lắm. Giờ này con thấy bà ốm nhiều đó. Dạ. Hôm Phương tới thăm bà đó, thấy bà cũng đỡ đỡ mà hôm nay thì thấy bà ốm nhiều. Ngủ không được. Dạ. Cứ đi lo đi mà kiếm để mà trả tiền nhà cho người ta đó. Dạ. Hôm bà nói là một tháng bà được thuê bao nhiêu tiền một tháng ở cái phòng này ạ? À? 800. 800 nghìn. Ừ. Rồi hàng ngày bà vẫn lượm dây chai. Ngày đó lượm đó. Dạ. Đi không có không nổi cũng phải ráng đi đẩy cái xe ra đi. Dạ. Chủ yếu là bà quanh quẩn ở cái khu vực này thôi chứ người ta cho chứ bà cũng đâu có mua bà. Không. Tiền đâu mua. Chỉ vòng cái con đường này thôi. Ờ. Đường này chỉ đường cho đó người ta để dành để cho cô bác người ta cho hết. Dạ. Còn nhiều người đã cũng cho vài chục, hai mấy chục vậy đó. Dạ. Bà cũng hồi tiện hồi đặng bà để cất lợi chứ bà đâu có dám ăn uống gì đâu con rồi. Dạ. Để bà trả tiền nhà cho người ta. Dạ. Chút là ở chừng nào có xuôi tay nhắm mắt thì thôi. Dạ. Bà ơi. Ừ. Hôm có cái chú Việt Kiều đó. À. Nói là nhờ hỏi giùm bà đó. À. À, mà bà vô cái trại dưỡng lão đồ bà có thích vô đó không? Không. Sao vậy bà? Sợ lắm. Mấy hôm mà à, cũng nhiều người đưa tôi vô đó mà tôi không vô, tôi nói không, chừng nào tôi chết thì cho tôi chết ra ngoài chứ tôi không có vô đó, ở đó. Tại vì tôi có một bạn, con biết nói sao không? Sao bà? Nó vô đó nó ở mà khổ lắm chứ không phải sướng đâu con à. Dạ. Khỏe mạnh á thì còn đỡ đỡ. Dạ. Mà đau bệnh là nó bỏ thí. Bà chỉ nghe nói hay là bà... Con bạn nó về nó nói thôi chứ bà đâu có ấy đâu, đâu. Dạ. Biết đâu. Bà nói cái này. Vậy là bà không muốn ở trong trại dưỡng lão? Không, bà không muốn ở đâu. Thích ở đây tự do hơn hả bà? Ờ. Ở đây khi mà mình có đi tiểu đi đái thì nó cũng tự do ở trong đó cũng. Con bạn tôi về đó là nó nói là mày ơi không phải sướng đâu mày. Người ta có những người. Vì bà như thế này đó, lỡ mà bà đau bệnh thì sao ạ? Đau bệnh có người lo. Ai lo? Bạn lo. Lúc mà bà bệnh bà nằm đây mà sao mà ai lo bà? Không có ấy đâu. À, khi mà xuôi tay nhắm mắt rồi đó thì người ta lo hết. Ai hứa với bà ạ? À? Ở chùa. Ở chùa hả bà? Ừ. Dạ. Bà gì bà mua cái hộp ở trong chùa á con ạ? Dạ. Khi nào mà bà xuôi tay nhắm mắt thì đem về đó đốt để dạ. Trong cái hộp ở chỗ chùa. Dạ. Thì hôm nay là ngày 29 Tết thì bà cũng có mua một chút để trên bàn thờ ha. Bà hay đi chùa nào? Hả? Bà hay đi chùa Vạn Đức này hả bà? Hồi xưa là đi đủ chùa hết. Dạ. Bây giờ già rồi. Dạ. Cũng lâu lâu đi ngang đó lại chút thôi chứ còn cũng không có đi. Dạ. Không có đi nổi nữa. Dạ. Chứ còn hồi xưa, bây giờ, hiện tại bây giờ mà nếu mà bà có xuôi tay nhắm mắt á yeah. Thì cô bác người ta đưa bà về chùa. Dạ. Yeah. Chùa Hải Đức. Dạ. Yeah. Hải... Thì Phương nhắc lại cho bà con, cô bác khán giả biết ha. Bà là quê Sóc Trăng. À. Rồi có chồng cái thời lính đó bà ha. À. Rồi chồng bà thì đóng quân ở ngoài đây. Thì có một người con, ngày trước thì bà có một người con ha. À. Rồi người con nó bị mất đi. À. Đến giờ này thì bà cô đơn mình. Dạ. Cũng có người con trai đúng không bà? Có một thằng con trai. Dạ. Thì hôm chủ nhân cứ nói với con đó thì coi liên lạc với bà rồi ở trại dưỡng lão như thế nào. À. Thì bà cũng nói là muốn ở đây nó tự do hơn. Bà ở đây được. Tại vì hồi giờ bà cứ tự do rồi mà vô đó là bà chịu không nổi đâu. Dạ. Thế cho nên bà không vô. Dạ. Nhiều khi cũng nhiều cô bác á rồi ở phường khóm nữa người ta cũng muốn đưa bà vô trong đó mà bà xin bà ở ngoài cho bà không vô. Dạ.
Bây giờ bà nhắc lại cái tên của bà là tên gì cho bà con cô bác, là nếu mà bà nhớ lại cái quê cũ của bà á. Trần Thị Sinh. Dạ. Rồi quê cũ của bà còn nhớ không ạ? À? Ở Sóc Trăng. Khóm phường xã nào ạ? À? Khóm ở khóm ngày xưa là giờ đây cũng quên rồi. Hồi trước á thì chứ còn bây giờ thì chịu thua. Giờ này bà không có về nữa, lâu lắm rồi bà không về trong đó nữa. Thành ra bây giờ chắc có lẽ là phường khóm rồi người ta đổi mới hết. Thì bên đây thì Phương cũng thấy hai thùng mì tôm nè. Để cho con à. Hai. Để cho. Dạ. Cái này cho từ thiện hả bà? À, cho từ thiện. Được hai thùng hả bà ha? Rồi còn một mớ giấy sao bà không bán đi bà? Để ráng tới người ta tới cho kéo á. Dạ, được mớ giấy này được bao nhiêu tiền bà? Cũng được vài chục. Được mấy chục? Vài chục. Ở ngoài sao nữa thì sao nhiều lắm. Dạ. Cái này là cô bác người ta cho hết. Dạ, từ thiện không ha? À, từ thiện người ta cho. Hôm nay là cũng ngày 29 Tết rồi. Ừ. Cũng bà cũng rất là cần tiền ha. Ừ. Đỡ lo một chút gì rồi đó, ăn uống rồi lo cho sức khỏe của mình đó. Thì hôm nay thì con sẽ gửi cho bà 1 triệu đồng ha. Dạ. Số tiền này đó là của chú Nhân. À. Chú Nhân Việt Kiều hả? Dạ, chú Nhân Việt Kiều Mỹ. À. Là 800.000. À. Phương lấy thêm chị em mì đó là 200.000 nữa, cũng Việt Kiều Mỹ luôn. Yeah. Gửi cho bà 1 triệu hả bà ha, tổng yeah. cộng là 1 triệu đồng ha. À. Đỡ bà dành dụm rồi được lúc nào mà đau bệnh mà không đi lượm dây chai được đó thì bà lấy một chút tiền ra bà gửi tiền nhà cho người ta nha. Yeah. Bây giờ Phương trao cho bà 1 triệu đó của chú Nhân và chị em mì. Rồi bà nhận giùm con ạ. Bây giờ bà cũng xin cảm ơn mà tài trợ phải không? Dạ, của cho chú Việt Kiều và cái chị Việt Kiều. Chú Việt Kiều, cái cô Việt Kiều. Dạ. Hai người nhà tài trợ. Dạ. Giúp đỡ cho tôi rất là cảm ơn hai người. Dạ. Chứ không biết nói gì hết. Dạ. Bây giờ bà đếm lại số tiền con trao cho bà bao nhiêu tiền ạ? 500, 700, 800, 900 triệu đấy. Rồi, bà cũng rất vui đó bà con cô bác. Bà thì sống cô đơn một mình thì không có con cháu gì hết. Bây giờ Phương cũng gửi cho bà 1 triệu rồi. Để bà lo một chút gì cho ngày Tết về sức khỏe đó. Tới 21 tay này, tới tiền nhà. Tới tiền nhà rồi bà. 21 tay, bữa nay mấy tay rồi con? Dạ bữa nay là 20 tay rồi. Vì là ngày mai đó. Số tiền này mừng quá. Dạ. Vậy thôi mà bà nghỉ ha. Thôi. Bà cũng khỏe đi một phần nào hả bà ha. Bà cũng cảm ơn con rất là nhiều nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều nhất. Thôi cảm ơn các Mạnh Thường Quân chứ gửi cảm ơn con chi. Mạnh Thường Quân dạ. thì con mới đi mới có Mạnh Thường Quân chứ. Dạ. Thôi bà khỏe nha bà. Thôi thầy Phương bữa nay thấy bà cũng lùm khùm lùm chân cẳng đâu là cũng lùm khùm đó. Cảm ơn con nhiều dạ. nha. Thôi bây giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem một lần nữa. Phương xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cũng chào bà. Chào Phương nha. Dạ. Chúc con mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ với vợ con. Dạ, cũng chào bà.